Xin chào các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì Zalo và Facebook Messenger thì gần như bây giờ không thể thiếu được trên những chiếc điện thoại smartphone thông minh, đúng không? Song song với nó là cũng có rất nhiều những cái bất cập về bảo mật trên từng cái ứng dụng. Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách cài cái mã khóa Zalo để đỡ bị đọc trộm những cái tin nhắn. Đấy, nếu như Zalo của các bạn ấy có những cái đoạn hội thoại hay nhắn tin riêng tư mà bạn cần bảo mật ấy, thì các bạn lên đặt mã khóa để bảo vệ cho nó. Khi người khác chỉ cần cầm vào cái điện thoại của bạn, lúc mình không khóa là hoàn toàn có thể mở được ứng dụng Zalo như thế này và đọc cái nội dung bên trong. Để không xảy ra cái sự việc này, bạn nên cài đặt mã khóa riêng cho Zalo ngoài mã khóa bình thường ở điện thoại. Zalo còn có thể khóa mã bằng cái sinh trắc học như là vân tay này, hoặc là bằng khuôn mặt chẳng hạn. Để cài đặt được cái mã khóa cho Zalo thì các bạn theo dõi mình nhé. Đầu tiên các bạn kích vào cái Zalo này. Tiếp theo các bạn kích vào biểu tượng hình người này, cá nhân đây này. Tiếp theo các bạn chọn vào bánh đăng cài đặt nhé. Tiếp theo các bạn kéo xuống đến chỗ tài khoản và bảo mật. Đây, trong cái cửa sổ tài khoản và bảo mật này thì các bạn chọn là đặt mã khóa Zalo. Các bạn lưu ý này, đặt mã khóa Zalo. Sau đó các bạn kích hoạt cái tính năng đặt mã khóa Zalo này nhé. Đây, các bạn bật nó lên này. Nhập mã khóa cần thiết. Thì đây, cái mã khóa cần thiết này nó gồm có 4 ký tự từ 0 đến 9. Thì tùy theo các bạn có thể đặt ký tự nào cũng được. Như mình thì ví dụ, mình đặt cái ký tự đó là 1234 chẳng hạn. Tiếp theo là nhập lại mã khóa cần thiết để thiết lập xác nhận. Đấy, đã đặt mã khóa thành công. Thì mặc định ở trong cái ứng dụng này, khi bạn đặt mã khóa Zalo thì nó sẽ trực tiếp nó sẽ bật cho các bạn là sử dụng vân tay để mở khóa, nó sẽ bật lên các bạn. Nhưng con máy này của mình nó bị hỏng cái vân tay mở khóa rồi, mà nó cũng lại không có bằng mở bằng khuôn mặt, nên mình hiện tại thì mình chỉ để là cái chức năng làm nhập mã bảo vệ Zalo thôi. Đây, mình thoát ra nhé. Đây, ví dụ như không sử dụng nữa, đây mình sẽ tắt máy này. Đấy, mình bật lại máy này. Và đó mình mở khóa màn hình này. Tiếp theo mình sẽ kích vào Zalo này. Nó sẽ hỏi là nhập mật khẩu. Và cái mật khẩu này khi mình nhập đúng thì Zalo tất nhiên là nó sẽ mở cho mình. Còn nếu mà khi mình nhập sai thì nó sẽ không mở. Đây, và mình sẽ mở nhé. Mình có thể sử dụng như bình thường, chỉ với những thao tác rất đơn giản nhưng mà mình đã bảo vệ được cái tài khoản Zalo, tránh người lạ truy cập. Nhiều lúc đôi khi mình cũng không muốn cho mượn máy, nhưng mà máy mình để không người ta mượn thì tò mò người ta sẽ kích vào trong Zalo thôi. Thế trong đó lại có những cái riêng tư mình không muốn cho ai biết, thì mình phải sử dụng để bảo vệ những cái thông tin của mình. Còn trên đây là cái chia sẻ về cách là cài đặt mã khóa Zalo. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ để nhiều người biết đến. Và các bạn hãy đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình.